Thật là bất ngờ khi một nơi linh thiêng đã đi vào lịch sử. Có phải chăng nơi đây Sư Minh Tuệ đã đắc đạo? Thì mời cả nhà chúng ta vào video để chúng ta theo dõi nội dung chi tiết trong video ngày hôm nay. Thì hiện tại bây giờ là buổi trưa, thì thầy Minh Tuệ cũng đang nghỉ ngơi tại đền Bà Triệu sát quốc lộ 1A của Thanh Hóa nha cả nhà. Thì hiện tại bây giờ cũng có khá là nhiều Phật tử đang ở đây để hỏi chuyện cũng như là nghe thầy giảng pháp. Từ từ cô lắng cái mic, cô hỏi thầy một chút. Nam mô A Di Đà Phật, thầy cho phép con hỏi câu ạ. Con cúng dường ở thầy Hồ Cao Lam, thầy có nhận không thầy? Ở Giao Lam ạ. Dạ vâng. Ở Giao Lam, thầy có đủ tiền để cúng thần Giao Lam không? Nhiều lắm. Thầy có nhiều. Có rồi, có Giao Lam không? Thầy không nhận thêm ạ. Chỗ này cũng khá là mát mẻ cả nhà. Cái đền Bà Triệu ở đây thì sát khu vực sát cái đường quốc lộ 1A cả nhà. Cảm ơn những con người như các chú rồi, thì bọn cô đi biết rằng là thầy đang ở đâu. Dạ. Chú cũng trên đường đang đi về thì chú cũng gieo cái duyên nên các cô mới gặp được. Dạ. Dạ. Cảm ơn các chú nhiều lắm. Dạ. Đây vào thành phố còn 15 20 cây số. Chắc là từ giờ tới chiều là thầy đi nhanh lắm. Có Phật đâu, thầy đi như bay. Dạ, thầy đi nhanh. Mình đi không nổi. Trước đi là chắc lẽ là chiều ngày hôm nay á, là thầy sẽ ở cái khu vực gần thành phố Thanh Hóa. Có một đứa cô bé bên đây lên sửa chiếu ở bên đây nấu sớm hôm nay đêm nay mà. Đêm nay một ngày thầy đi được khoảng 30 km thôi. Ngày ạ. 30 đến 35 km. Giờ anh chờ đến thành phố Thanh Hóa đấy. Vì thầy cũng phải
tìm cái chỗ nào là yên tĩnh nhá để thầy nghỉ ngơi qua đêm, nhưng mà khi mà vô thành phố á, là kiểu không có chỗ để cho thầy nghỉ. À, thế là đi đường Nếu nhánh vậy không đi thì đường nhánh đi sẽ xuống tới chỗ sư tử Đức Sư dùng quốc gia cái năm sông Mã là có đồng ruộng không, không nhưng mà có bông cây hoặc cái công viên người ta chưa làm đến đi đường cũ, đi đường cũ đường mới luôn kinh đi kinh nghiệm Thăng Long rồi 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 đã đi trái luôn lịch sử đúng rồi đúng rồi đúng rồi à. Công viên của bên dòng sông Mã luôn đúng rồi thầy cây mới cối được có cây cũ tức mà là đi đi đường cầu mới đấy chỗ đấy có một cái nghĩa trang nữa. Thầy muốn nói chỗ mà Đang nào đang mà đường yên luôn tĩnh đấy nhá. Hào đang học thằng Bất mấy Lộc ngày không? Núi núi Ngọc thằng Bất Lộc. Núi Ngọc mà hàng hàng Bất Lộc. Thì cái đấy đi qua thiền viện đấy. Đấy gần thiền viện, gần qua thiền viện cũng là hàng tổng. À, cũng được đấy. Vâng, gần thiền viện cũng là hàng tổng ấy. Vâng, thì hiện tại bây giờ trên kênh của Thành Trung đang bán 3 loại sản phẩm rất tốt và bổ dưỡng cho sức khỏe nha cả nhà. Thì ở đây là nước sâm Ngọc Linh. Thì nước sâm Ngọc Linh thì cả nhà cũng biết rất là tốt, sâm Ngọc Linh là rất là tốt rồi đúng không ạ? Đây là chiết xuất ra từ củ sâm Ngọc Linh. Và cái này thì người già và trẻ em sử dụng rất là tốt cho sức khỏe nha cả nhà. À, phù hợp với làm quà tặng biếu và một loại sản phẩm nữa, đây là tinh bột sâm. Đây nha cả nhà, tinh bột sâm. À, cái này là hỗ trợ chức năng gan, giải độc, phục hồi tổn thương gan, chống trầm cảm, âu lo căng thẳng, ngăn chặn tai biến đột quỵ, phục hồi trí nhớ, tăng cường sinh lý nam nữ, cải thiện suy nhược cơ thể, vấn đề về thận, đau lưng, mỏi gối, tiểu tiện lắt nhắt và hỗ trợ tốt cho tim mạch và dạ dày. Thì đây là cái bột hồng sâm. Và một loại nữa thì cũng rất là tốt, đó là gừng đen nha cả nhà. Ngâm mật ong. Thì Thành Trung sẽ đọc cái công dụng cho cả nhà mình được nắm bắt ha. Cái công dụng của gừng đen ngâm mật ong là hỗ trợ giảm cân, tăng cường hệ tiêu hóa, hỗ trợ chữa đau họng, viêm xoang, trị đau nhức đầu, điều trị mất ngủ hiệu quả, hỗ trợ cắt cơn ho hiệu quả và hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Thì cả nhà mình có nhu cầu dùng những cái sản phẩm như thế này thì gọi điện số ở trên màn hình ủng hộ cho Thành Trung nha. Thành Trung xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Đi đường trong mà nghĩ nó là thoải mái. Chị tính. Ở nhà mình thấy thầy thiền có đẹp không cả nhà? Lưng thẳng đứng này. Đó. Lưng thẳng. Thầy ngồi thiền rất là đẹp. Người mình ngồi mỏi là dù lưng ra là ngồi thì cái lưng nó sẽ mỏi lưng còn Đây ngồi thẳng. ngồi thì cái đít thì thẳng cái lưng lên thì nó sẽ mỏi thầy tập quen này. Ở cái chỗ này cây cối rất là mát mẻ, nói chung là phù hợp với buổi trưa nghỉ ngơi. Hiện tại thì có rất nhiều Phật tử đang đứng ở ngoài kia là cả nhà. Thầy cái khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ luôn, lúc nào cũng tươi. Dạ. À vậy à. Dạ. Dạ. Hãy theo dõi live stream từ Sơn Nam tại lên nhận rằng lúc nào cũng Là cô là theo dõi sát sao ha.
có một điểm ở chỗ thầy, dù cho bất cứ ai mà dù nghèo hay là giàu hay là như thế nào cũng dường thầy, là thầy cũng giữ nguyên một cái sắc thái giống nhau. Học theo Phật pháp mình cũng hiểu một phần. Yeah. Tầm này đi chẳng qua diện kiến thầy một cái, chứ còn để cúng dường vào giờ này chắc thầy không bao giờ nhận. Yeah, mình muốn biết, mà nếu có duyên ấy, thì đông người cúng dường qua thầy cũng đâu có nhận hết. Yeah. Nó chỉ được một phần nhỏ đấy thôi, vào buổi sáng thôi, chẳng hạn từ 8 giờ đến 10 giờ là hết rồi. Yeah. Chứ còn nên nhiều người, chứ dù mà đưa đến con buổi này thầy đã dùng rồi, thầy không bao giờ nhận buổi chiều. Nhấn một nút like cả nhà, nhấn nút like chia sẻ video. Thì ở đây chỗ đây là cái đền Bà Triệu nha cả nhà. Đền Bà Triệu. Đền Bà Triệu, Hậu Lộc, Thanh Hóa nha cả nhà. Thì những Phật tử nào mà ở cái tuyến đường khu vực quốc lộ 1A hướng về thành phố Thanh Hóa thì tầm khoảng cỡ 4 giờ chiều là thầy gần vào khu thành phố Thanh Hóa rồi nha cả nhà. Lại đây, trưa cũng nó lại hồi chào cũng lại phải trang cái nhiều biết. Nó phải ra chỗ cái trang cái nhiều biết anh chào đó. Không buồn mọi người ạ. Thì cái thầy đeo kiếng đó cả nhà, thì nghe nói đâu á là cũng đã đồng hành cùng với thầy Minh Tuệ một thời gian rồi, nhưng mà lần này á thì cũng không biết là sẽ khổ hạnh với thầy Minh Tuệ được bao lâu. Thì theo như lời thầy Minh Tuệ nói á, thì thầy cũng không mời bất cứ ai đi theo thầy, nhưng mà thầy cũng không xua đuổi bất cứ ai đi theo thầy. Thì dù cho có ai đi thì thầy cũng hoan hỷ, thầy cũng đồng hành như một mình thầy như vậy cả nhà. Hồi thầy xem nhiều nước. Có ai muốn đặt cái câu hỏi gì với thầy Minh Tuệ không ạ? Thì thầy cũng có nói á, thầy cũng có nói là như thế này, người có trí tuệ khác với người thông minh nha cả nhà. Dạ. Để Thành Trung di chuyển qua bên đây nha cả nhà, có nhiều Phật tử hỏi những cái câu hỏi. Thank you.
Cô đã hỏi thầy, à chị đã hỏi thầy cái gì chưa? Chưa hỏi hả? Rồi cả nhà theo dõi chia sẻ đây cả nhà. Chia sẻ đây để cho quý Phật tử vô càng đông càng tốt. Thầy đang ở đâu rồi em? Dạ thầy đang ở đỉnh Bà Triệu Thanh Hóa. Hậu Lộc Thanh Hóa. Hồi hô. Dạ cũng không biết được à, thì đến nào khi nào mà vào miền Trung á, khi nào mà về miền Trung á thì thầy đi đường nào thì mới biết được, thì đó là tùy duyên, chứ thầy cũng không biết trước được là sẽ đi đường nào nha cả nhà. Cho em ngồi đây đi. Cho em ngồi đây chút xíu rồi cho chị hỏi. Chị đâu hỏi thầy? Đã đâu quay mất lịch. Rồi gần 2.000 người, à gần 3.000 người rồi cả nhà. Gần 3.000 người đang theo dõi thầy nghỉ trưa tại đền Bà Triệu. Từ sáng. Qua đây nhá, thầy sẽ đi theo. Dạ chắc là đi đường quốc lộ 1A đó cả nhà. Thì đó là thành Trung nghỉ vậy thôi, chứ còn chưa biết là thầy sẽ đi vào cái con đường nào. Thì mọi người đăng ký kênh theo dõi ở trên live á, thì Thành Trung sẽ live sáng, trưa, chiều, ba chợ live nha cả nhà. Thì cả nhà biết được là thầy đi cái tuyến đường nào, ở đâu nha cả nhà. Chị ở Quảng Ninh à? Ồ, Quảng Ninh là xuống đây là xa lắm ha. Đó là chị gặp thầy lần nào chứ hay là lần đầu? Em gặp lần đầu. Ồ, lần đầu à. Thấy chị khóc quá trời đó. Tự nói như vậy. Dạ. Tự nói như vậy anh. Tự nói vậy. Thấy khóc giờ mà đang còn nước mắt lên nha. Con có rồi, con có. Thật ra thì em theo dõi em theo dõi thầy thấy là thầy thầy tu cái cổ nó giống như cái bộ phim Đức Phật mà em đã được xem đấy. Em thấy là em xem phim Đức Phật như thế nào thì giờ em gặp thầy là
Phật sống đời thường của thời bây giờ ấy. Em thấy là trong thầy có tất cả những cái yếu tố mà ngày xưa Đức Phật đã từng dạy. Bọn em còn trẻ thì thường thì có những cái nặng gánh về công việc, gia đình ấy, cuộc sống. Có những cái bọn em mà chưa tu được cái bản thân bọn em. Khi mà được nghe thầy giảng ấy thì em thấy là nói chung là em nghĩ là mình nên xem xét lại bản thân mình, cách sống của mình, cũng như là mình cần tu lại chính cái con người mình ấy. Nên là em muốn là một lần thôi được gặp thầy. Thật ra thì em cũng mong là thầy sẽ đi về Quảng Ninh bọn em, nhưng mà hữu duyên thì em không thấy thầy đi về đấy. Nên là em có phát nguyện là em sẽ phải được thầy nếu thầy không về đấy. Mấy ngày hôm nay thì em cũng có đi Thanh Hóa, Nghệ An, rồi là Linh Bình, rồi Hà Nội, nhưng mà em không có gặp được thầy. Em mới về được 10 giờ ngày hôm kia. Thế hôm qua em lại xem, chắc là em có xem kênh của bọn anh đấy. Em thấy các anh có nói qua rằng thầy có về bên này rồi, nên là hôm nay em phát tâm là em thuê xe em tìm đến thầy bằng được để em bái lễ tạ lễ thầy. Em muốn là trực tiếp ngồi nghe thầy giảng đạo ấy. Có gì bọn em còn là người trần ấy, chưa hiểu được ấy. Thì em muốn hỏi thầy để bọn em học hỏi, học tập. Thì chắc có lẽ là em cũng nghe được những cái lời thầy trả lời này, đúng không? Vâng. Thì em thấy những cái lời của thầy trả lời câu hỏi của em như vậy á, em thấy thế nào? Em thấy là thầy là một người, có nghĩa là đối với em thì em cảm nhận là em đã từng xem qua bộ phim Đức Phật giống như của em Bảo Anh ấy. Thì thầy giống như là một người Phật sống giữa cái thời bây giờ, có nghĩa là thầy tái hiện lại để bọn em, có nghĩa là những người ít tuổi bọn em chưa được hiểu, chưa học ấy, để bây giờ bọn em có thể được gặp, bọn em hiểu được hơn, thấu hiểu được hơn thì bọn em, có nghĩa là xem xét lại bản thân mình, xem xét lại cách sống của bản thân mình, tu tập cho nó tốt lên ấy. Giống như vừa thầy nói, tức là mình không phải là căn cao số lận cả, mà là do mình sống thực sự là nó chưa đúng, mình tu tập nó chưa được đúng, mình chưa giữ được cái giới luật, mình cần phải giữ được cái giới luật đấy, thì mỗi một con người sống tốt hơn. Em cũng mong là mọi người đến đây cũng giống như em, là trước khi chưa gặp thầy thì sẽ có một cách sống khác, nhưng mà sau khi gặp thầy, nghe thầy giảng, mình sẽ có một cái cuộc sống cũng như là một cái suy nghĩ về cái cuộc đời của mình đi làm sao cho thật đúng. Đấy là tất cả những gì mà em nghĩ. Thì chắc hẳn như theo lời thầy nói, nếu như mà tất cả Phật tử mà mình có thể là giữ được năm giới thì cái xã hội mình là nó rất là bình yên, đúng không? Đúng rồi em, đúng rồi. Thầy nói rất là đúng. Thật ra nếu mà đất nước của mình ấy mà chỉ cần có thật nhiều vị tu hành giống như thầy, mà không cần cứ phải nhất thiết là phải có bằng cấp, tại vì nói như thầy là đúng, Phật là ở đại tâm, Phật là ở đại tâm, không cần ai chứng cấp bằng cho mình, và cũng giống như thầy nói là không cần ai quy y cho mình, tự bản thân mình quy y cho mình, giữ cái luật cho mình, giới luật cho mình. Đấy là cái điều mà mình cần phải học. Em nghĩ là học thầy, em nghĩ là như vậy. Thì khi mà theo dõi những cái bước chân khổ hạnh của thầy á, thì không khác gì mình đang xem một cái bộ phim mà một cái đạo diễn đã có như chuẩn bị sẵn, như kiểu là cái thời Phật Thích Ca, đúng không em? Đúng rồi, anh nói đúng. Em có xem cái bộ phim của Đức Phật mà em xem rất là nhiều lần đấy, và Đức Phật có nói là sau này sẽ có một vị Phật tái sinh, tái hiện lại tất cả những cái gì mà Phật để lại ấy. Lúc đấy thì Phật mới là đi hẳn. Thì em nghĩ là em đến tuổi này của em sống đến bây giờ, thì em nghĩ là thầy Thích Minh Tuệ là người đang tái hiện được tất cả mọi thứ để cho bọn em tuổi trẻ em học tập và noi theo. Chắc là giờ là em có đi theo thầy một quãng đường nào nữa, hay là em về Quảng Ninh luôn?
Không, em có, em chờ thầy đi và em sẽ đi cùng thầy một đoạn. Không biết được là đến đoạn nào nhưng mà em sẽ đi đi cùng thầy, bởi vì là cái cơ duyên này em nghĩ là không biết sau này liệu có còn được được như vậy không. Em đã phải em đã phải phát tâm từ Quảng Ninh ra đây rồi thì chắc chắn em sẽ cùng thầy đi. Là em thuê xe đi ra đây. Vâng, em thuê xe. Rồi, thì anh cũng chúc em thân tâm an lạc, cùng học được thầy những cái giới luật mà thầy đã chỉ bảo ha em ha. Vâng, em cảm ơn thầy. Vâng, thì đó là một em gái từ Quảng Ninh bắt xe một cái quãng đường khá là dài cả nhà để đi tìm thầy. Nói chung là nguyện sẽ tìm bằng được thầy Minh Tuệ. Thì vậy có một bé gái, có một bé gái đem mấy búp sen đến chỗ thầy Minh Tuệ. Những búp sen này khá là đẹp cả nhà. Không biết là cái búp sen này là cái búp sen gì. Thì Thành Trung cũng đây là rải sen. Cái hình ảnh một cái hình ảnh khá là đẹp cả nhà, cần được lưu giữ. Đây là những Phật tử Thanh Hóa đem đài sen, đem đài sen đến rải xung quanh thầy Minh Tuệ. Nhìn cái hình ảnh này chắc có lẽ là quý vị không thể cầm được những cái giọt nước mắt khi mà các Phật tử làm những cái điều này. Rải những đài sen đấy cả nhà, rải những đài sen xung quanh thầy Minh Tuệ. Phía ngoài đây thì đang khá là nhiều Phật tử đứng phía ngoài. Ở đây là đền thờ Bà Triệu. Nói chung là một nơi cũng khá là linh thiêng, cũng đã vào truyền thuyết, vào lịch sử rồi cả nhà. Thì ngày hôm nay sư Minh Tuệ cũng ghé vào đây để dừng chân nghỉ ngơi tại một cái khu đền khá là nổi tiếng, đã đi vào lịch sử của Việt Nam. Thì Thành Trung sẽ chia sẻ cho tất cả quý cô dì chú bác quý Phật tử gần xa cái hình ảnh, cái lộ trình của thầy để cho quý Phật tử được nắm rõ. Vì có rất nhiều quý Phật tử ở xa thì cũng mình không có điều kiện, không có cái cơ duyên đi tới. Thì quý vị theo dõi qua những cái đường live và có thể là mình
mô Phật cũng được cả nhà. Cảm ơn em. Cả nhà mình cho Thành Trung một like nha cả nhà. Chắc hẳn là quý Phật tử sẽ nhấn vào nút like để ủng hộ Thành Trung. Bây giờ là lên 4 số 3 rồi cả nhà. 3.333 người đang theo dõi ở trên like. Thì cả nhà mình cho Thành Trung một like. Cho lên 1.000 like đây cả nhà. Xưa đến giờ, từ thời Phật Thích Ca đến bây giờ, thì đến thời sư Minh Tuệ thì tái diễn lại giống y như trong cái bộ phim Phật Thích Ca ngày xưa đó cả nhà. Thì chắc hẳn là quý Phật tử cũng chỉ theo dõi qua được những cái bộ phim tái diễn lại cái thời Phật Thích Ca thôi, nhưng mà đến thời thời Minh Tuệ thì quý vị chứng kiến tận mắt, đến tận nơi, có thể là chụp hình. Mình nghĩ là không khác gì mà một cái bộ phim mà tái diễn lại đó cả nhà. Những cái thước phim khá là đẹp, khá là xúc động khi Phật tử rải những cái đài sen. Thành Trung nói mà coi như Thành Trung cũng nghẹn giọng luôn cả nhà, cũng nghẹn lời luôn, không nói nên lời luôn khi mà thấy các Phật tử rải những cái đài sen trước thầy Minh Tuệ. Đây thì rất nhiều các tín đồ Phật tử, thì chắc quý vị cũng đã được theo dõi trên kênh của Thành Trung thì biết được rằng là dù người không phải bên đạo Phật, nhưng mà với cái đức hạnh, cái khổ của thầy Minh Tuệ cũng xúc động, là cũng coi như phải là nể phục thầy Minh Tuệ. Chắc có lẽ là cũng thầy cũng chuẩn bị lên đường. Thì cả nhà mình theo chân thầy nha cả nhà. Khi nào mà gần hết pin á thì Thành Trung sẽ xuống cái đường live để sạc pin. Vì là cái pin điện thoại á cả nhà, mà mình live á mà không găm mic á, thì nói cả nhà mình cũng không nghe rõ, mà găm mic
vô thì không sạc được pin, thì hết pin lại không like cho cả nhà mình được. Rồi cả nhà mình nhấn vào nút like cho đủ 1000 like cho Thành Trung cả nhà. Giờ là thầy chuẩn bị rời đền 3 triệu để đi vào hướng thành phố Thanh Hóa. Thì cũng có rất nhiều Phật tử lưu luyến là cũng muốn được ở gần sư thầy thêm cái thời gian. Bắt đầu lên đường nha cả nhà. Giờ Thành Trung mời cả nhà lên đường nha. Rất nhiều Phật tử, đang chờ đợi. Còn thầy đang thay y. Đó cả nhà. Trời bây giờ cũng khá nắng. Khá nắng cả nhà. Đó. Giờ bắt đầu lên đường. Đó cả nhà. Rất đông, rất đông. Họ cũng đã đến, nhưng mà thực ra thì mình nghĩ là sẽ có cái sự hoài nghi ở đây nha mọi người. Bảo vệ ở trong đền thì khát nước uống một miếng nước cả nhà, khát nước quá trời luôn. Đó, giờ Thành Trung bắt đầu cùng quý vị khán giả chúng ta đi bộ hành cùng với thầy nha cả nhà. Hiện tại bây giờ là có 3.400 người đang trong live, 3.400 Phật tử đang trong live. Cả nhà mình chia sẻ đấy ạ. Thành Trung cũng đang đầu trần. Thành Trung cũng đang đầu trần. Từ sáng đến giờ cũng chưa ăn một cái gì. Ai cũng muốn ở gần thầy một chút xíu. Anh để like đó, đi đừng xuống like. Nó hết pin thì cái như cũng phải xuống à. Vì là sạc pin không kịp á, cắm cái cục sạc dự phòng nhưng mà cũng không kịp. Cục sạc dự phòng từ sáng đến giờ là coi như cũng gần hết cục sạc dự phòng mất rồi. Lộc cái, cái tâm của thầy á, thì đúng tâm Bồ Tát, nói chung là rất từ bi với tất cả chúng sanh. Lúc nào cũng hoan hỷ tất cả Phật tử luôn hướng đến cái thiện và luôn nhắc
tất cả quý Phật tử là hãy giữ năm giới. Cả nhà, sư áo vàng, sư tu tại gia cũng cách đây khá là xa, nhưng mà sư cũng tới để bộ hành cùng với sư Minh Tuệ. Mua thêm pin đi anh. giờ mua không biết là giờ mà mua pin dự phòng mua ở đâu rồi đấy chứ. Mua pin dự phòng đi Bắc Trung. Thành Trung cũng rất muốn lại liên tục. Thành Trung cũng xin nói với tất cả quý vị Phật tử, Thành Trung live hai kênh, một kênh là Thành Đạt TV và một kênh Thành Trung TV. Thì Thành Trung sẽ live hai kênh quý vị Phật tử, khi mà Thành Trung xuống live á thì quý vị có thể là tìm đến kênh Thành Đạt TV để đăng ký kênh, sẽ live liên tục cho tất cả quý Phật tử mình được theo dõi cái hành trình, cái bước chân của thầy Minh Tuệ đi tới đâu nha cả nhà. Quý vị nhấn vào YouTube, quý vị tìm kênh Thành Đạt TV nha cả nhà, để chúng ta hướng về sư Minh Tuệ, theo và dõi những cái bước chân, những cái khổ hạnh của sư Minh Tuệ. Hiện tại bây giờ thầy đang ở tại đền Bà Triệu, Thanh Hóa. Gọi tên em với anh Trung. Chào Duy Nguyễn. Không biết Duy Nguyễn. Rồi, cảm ơn Duy Nguyễn nha. Cảm ơn tất cả quý Phật tử đang theo dõi ở trên live ạ. Đừng dừng lại Thành Trung. Hình ảnh này đẹp lắm. Dạ đúng rồi, cái hình ảnh này khá là đẹp, nhất là cái hình ảnh mà Phật tử rải những cái đài sen khi mà thầy Minh Tuệ đang ngồi đó cả nhà. Thì đó là một cái hình ảnh đẹp nhất trong video. Đó là một cái hình ảnh mà chắc có lẽ Phật tử nào xem cũng phải đổ những cái giọt nước mắt. Mà ở đây Thành Trung trực tiếp ghi hình nhá, thì Thành Trung cũng nghẹn ngào không nói nên lời luôn cả nhà. Một hình ảnh khá là đẹp đối với một cái bậc chân tu. Dạ em cảm ơn anh Tâm Thiện ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Tất cả quý Phật tử khi mà thầy nghỉ đến khi thầy đi là cũng không muốn rời, không muốn xa chân thầy, và muốn đi theo thầy cả một cái quãng đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.